với chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và kính thưa quý vị, trải qua một hành trình văn hóa rất lâu đời, tiếng Việt của chúng ta thì vô cùng phong phú và đa dạng, đúng không nào? Có những từ ngữ mà chúng ta sử dụng giao tiếp hàng ngày, nhắn tin nè, hoặc là đối thoại với nhau. Nhưng mà có bao giờ chúng ta ngẫm nghĩ lại, cái từ này có thực sự là đúng với ngữ pháp Việt Nam hay không? Và cũng trong chương trình Thử thách bất ngờ ngày hôm nay sẽ có vô vàn điều thú vị và bất ngờ đang chờ đón các bạn. Thì chúng ta sẽ có 4 người chơi và họ đến từ những ngành nghề khác nhau. Có bạn thì là học sinh nè, có bạn thì là sinh viên và có cả những giáo viên nữa. Bên cạnh đó cũng sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ. Tuy với những ngành nghề khác nhau nhưng ngay tại sân khấu của Thử thách bất ngờ này thì họ sẽ vừa là đối thủ mà cũng vừa là đồng đội của nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 4 người chơi để thử xem chương trình của chúng ta là hấp dẫn như thế nào nào. Và đầu tiên xin mời diễn viên Gia Bảo. Và người chơi tiếp theo của chúng ta là một cô gái rất dễ thương, đó chính là cô giáo Ngọc Dung. Và người chơi tiếp theo đó chính là bạn Mạnh Hùng, là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh. Người chơi cuối cùng là một cô gái phải nói là rất là ngọt ngào và đáng yêu, và là một người bạn diễn rất là thân thiết của Vi, đó chính là diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Ngày hôm nay với 4 người chơi của chúng ta ở trong chương trình Thử thách bất ngờ thì mọi người có biết là chương trình của chúng ta là liên quan về ngôn ngữ tiếng Việt chưa ạ? Có biết sơ sơ. Bởi vì rất là thích chương trình này là bởi vì Gia Bảo cũng là một cái người là rất là thích về môn chính tả. Bởi vì mình cũng rất là nghiêm túc trong vấn đề viết status đúng chính tả. Đúng chính tả cho đúng nên không? Mình rất là hay thích mắc lỗi những cái người nào mà viết sai chính tả lắm. Anh biết không, anh bảo biết không, em là chuyên gia sai chính tả. Anh nhận tham gia chương trình này là để em học lại cái kiến thức chính tả của em, tại vì em sai nhiều quá. Mỗi lần mà em nhắn tin hay là em nói chuyện với chồng em không hiểu. Cho nên là em đăng ký tham gia chương trình này để mà em ôm lại cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Chứ lâu lâu giờ em đi ra ngoài đường em nói chuyện người ta tưởng em người nước ngoài không. Nhưng mà cái này á, bây giờ là tại vì nhiều khi mình nhắn tin với nhau thì mình hay viết tắt nè, xong rồi mình dùng những cái từ mà nó quá là đặc trưng mà chỉ riêng có đối phương biết với nhau thôi. Và nhiều khi mình lại thành cái thói quen và mình sử dụng cái từ đó rộng rãi. Nhiều khi mình cứ mặc định là cái từ này là hình như cái từ ai cũng biết nè, nhưng mà trong ngữ pháp Việt Nam thì lại không đúng. Đúng rồi. Và không biết là cô giáo Ngọc Dung của chúng ta thì bạn đang dạy môn gì? Mình dạy môn ngữ văn. Ngữ văn. Wow. Cho nên là hôm nay thật ra cái người mà áp lực nhất á là đây, đúng không? Bây giờ cô giáo ngữ văn mà viết sai chính tả hay là bắt lỗi câu không đúng á thì sẽ bị học sinh mình coi như là càm ràm liền. Cho nên là cố gắng nha, rất là áp lực. Yên tâm đi, cái số này học sinh coi không à, yên tâm. Bạn Hùng ơi, còn bạn thì sao? Thực sự thì em là sinh viên trường sân khấu á, thì cái vấn đề chính tả và về mặt phát âm á, tụi em phải rất là kỹ. Tại vì nói sai chính tả khán giả dưới khán giả cười và mất đi cái cảm giác mà mình đang truyền tới cho khán giả nữa. Cho nên rất là áp lực. Em cũng là cái người giống như anh Bảo vậy đó, rất là thích bắt lỗi chính tả, rất là nhắn tin với bạn á, chỉ cần sai chính tả thôi là mọi câu nói là mất giá trị hết. Cái từ mà em sợ nhất là từ lãng mạn. Tại vì phát âm theo tiếng nói của mình á là lãng mạn bình thường, nhưng mà mỗi lần ghi là ủa nó có g hay là không có g ta. Anh nói là tiếng Việt mình là một cái ngôn ngữ rất là hay, bởi vì nhiều khi chỉ có một cái dấu nó khác đi hoặc là thiếu một cái chữ kế bên thôi là cái nghĩa nó khác hẳn đi rồi. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là đến với chương trình Thử thách bất ngờ ngày hôm nay là vừa thử lại cái khả năng tiếng Việt của mọi người. Và ngay bây giờ thì 4 thành viên của chúng ta đây rồi. Chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình Thử thách bất ngờ.
trở lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Và với vòng thi đầu tiên của chúng ta mang tên là Biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Bây giờ cho Vi hỏi, 4 người của chúng ta ai đã từng chơi trò nối chữ? Chúng ta sẽ chơi theo 3 lượt. Và cứ mỗi lượt ai là người không nối từ được thì chúng ta sẽ bị loại qua một bên. Và cứ lần lượt chỉ còn một người. Rồi bây giờ anh là vị trí đầu tiên nha. Bắt đầu từ anh ha. Từ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bất ngờ. Ngờ nghịch. Nghịch mà. Mặt mũi. Mũi lân. Lân la. Lân la. La hét. Hét toán. Hét toán. Toán lên được không? Hết giờ. Câu cảm thán. Không, cảm thán đâu có được, cảm thán đâu có tính. Chúc mừng bạn, bạn đã bị loại đầu tiên. Và lượt thứ hai thì sẽ bắt đầu từ anh Gia Bảo đi ha. Mình đi ngược về đi. Và từ thứ hai đó chính là quay phim. Phim truyện. Truyện cười. Cười to. Cười to. To lớn. Lớn mạnh. Mạnh mẽ. Mẹ kho. Mẹ mà. Mẹ. À vẫn mẹ tính ngã, theo chữ. Đúng rồi, hả? Mẹ tính theo dấu. Nó đâu có, nó có nghĩa được đâu. Cô chữ nó không có nghĩa được. Anh hại em đấy chưa? Chữ nó không có nghĩa được. Bây giờ còn hai cô gái nha. Vi sẽ chọn thêm một cái từ đó là ngôi sao. Sao sẹt. Sẹt ngang. Dạng giống như ngôi sao sẹt ngang bầu trời á. Sẹt ngang không được. Đi theo thứ tự trời luôn. Trời ơi. Đi theo thứ tự luôn á. Đi theo thứ tự luôn. Với những cái từ mà hồi nãy giờ mà chị Ngọc Ánh đưa ra thì cũng hơi khó ha. Chặn đường sống, không cho sống đúng, luôn nè. Trong khi chúng tôi rất mở đường cho bạn ấy. Đúng rồi. Dạ, dạ, đúng rồi, là tại mọi người yên tâm thôi, tại... Sau dòng này là ba đứa tôi thành một phe rồi. Và xin được chúc mừng Vũ Ngọc Ánh, bạn đã có 10 điểm đầu tiên. Và ba người chơi của chúng ta ngày hôm nay, bây giờ các bạn phải trải qua một thử thách nhỏ xíu của chương trình thì mới có được 10 điểm nha. Và thử thách của chúng ta đó chính là... Tăng tăng. À, hiểu rồi. Bây giờ cho một miếng đường, cho một miếng muối, cho miếng đá để uống nước chanh mấy bạn ơi. À, cũng là nước chanh nha. Cũng là nước chanh nếu mà anh muốn vắt ra, nhưng mà rất tiếc là không đường, không đá. Đây. Mỗi người lấy một miếng hoặc lấy nhiều hơn cũng không chứ sao. Vậy? Ngậm cho thông còn hút. Không, ngậm, anh ngậm thôi giọng nha. Tốt lắm, không ngậm không, đâu. Em thấy là giọng hôm nay hơi khàn. Không, cho giọng nên trong là veo. Mình phải ngậm một miếng chanh. Giọng trong veo hả? À? Không có trong veo. Ê. Không có miếng nào nhỏ hơn trời. Trời ơi, cho muốn tôi... lấy hai miếng cũng được nha. Em nhai luôn vỏ luôn nha. Em nhai luôn vỏ luôn, wow. Tấm gương. Hôm nay em sẽ thử thách nhai chanh mà không đổi sắc. 2, 3. Đây là miếng chanh nha mọi người. À, để thử luôn vậy cho nhanh. Kê 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 kê. Ủa không đổi sắc mà không kỳ vậy. Tới chị nhai không đổi sắc nè. Ủa chị ơi cố lên. Anh làm được đi. Không. Anh nhai chung cho vui. Không, không làm được. Rồi bây giờ có ai cứu anh Gia Bảo không? Cứu anh đi em. Ủa, quy tự quy định luôn. Ừ, cứu anh đi, là anh cứu em vòng sau. Hứa nha. Ừ. Ê, quá em ơi. Trời ơi, mấy bạn này ăn canh giống như là ăn xoài vậy đó, ngọt ngay. Tại vì anh bảo cho em động lực đó chị. Đó. Và sau màn ăn chanh rất là ngoạn mục vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là Gia Bảo đã nợ Mạnh Hùng một ân tình. Nhưng mà cái ân tình này chưa biết sẽ trả vào vòng nào đây, cho nên hãy chờ xem nha. Và cả ba người chơi của chúng ta đó là Ngọc Dung, Gia Bảo và Mạnh Hùng đều được 10 điểm. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn về vị trí. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Thử thách bất ngờ. Chào mừng các bạn đã
đã quay trở lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Và với vòng 2 của chương trình Thử thách bất ngờ của chúng ta mang tên là Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Các bạn đã rõ chưa? Rõ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 1. Trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả tư thế đứng không vững? A. Ngất ngưỡng. B. Ngất ngưỡng. C. Ngất ngưỡng. D. Ngất ngưỡng. 20 giây bắt đầu. Các từ có vẻ rất là na ná nhau, cho nên là nhiều khi mình cũng dễ bị loạn luôn. Và 5 giây cuối cùng. Xin mời. Anh Gia Bảo chọn đáp án là B. Tại sao ạ? Anh nghĩ là chữ ngất ngưỡng thì nó đúng hơn. Bởi vì chữ ngưỡng mà không có chữ G cuối thì nó hơi bị vô nghĩa. Và cô giáo ngữ văn của chúng ta ơi, Mình phân vân đáp án B với C. Tại vì thiệt là tự nhiên quên mất dấu ngưỡng, dấu hỏi, dấu ngã. Quên mất liền đúng không? Không. Tại vì có những từ mà mình sử dụng hàng ngày luôn. Nhớ từ này bây giờ học ghi rồi. Ra văn viết thì mình sẽ quên mất, là đặc biệt là dấu hỏi và dấu ngã là hay bị quên nhất. Mạnh Hùng, em thì cũng như cô giáo vậy đó. Tại vì em đã loại trừ A và D rồi, là chắc chắn không phải. Chỉ có B và C là dấu hỏi và dấu ngã thôi. Hơi khó. Còn Ngọc Ánh, chị thì thấy ngất ngưỡng nghĩ là đúng. Còn những cái từ khác nó đều không có thuận miệng lắm, cho nên chọn C. C. Và trong câu hỏi đầu tiên này thì chỉ có mỗi mình anh Gia Bảo là bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Và đáp án của chúng ta đó chính là đáp án B. Và ngất ngưỡng là tư thế không vững, lắc lư nghiêng ngả như đang muốn ngã gục. Và trong câu hỏi đầu tiên, cả ba người chơi của chúng ta đều bị trừ 1 điểm rồi nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Hãy tìm 3 từ gần nghĩa với từ cho. 20 giây bắt đầu. Và bây giờ xin mời đáp án của các bạn. Xin mời Gia Bảo. Đáp án của Bảo là biếu, tặng và mời. Biếu, tặng, mời. Ngọc Dung, đáp án của mình là tặng, biếu, đưa. Mạnh Hùng, em là đưa, tặng, biếu. Đưa, tặng, biếu. Bên đây là tặng, biếu, đưa. Bên đây là đưa, tặng, biếu. Ngọc Ánh, tặng, biếu, đưa. Tặng, biếu, đưa. Lại là hai phe. Lại là hai phe. Bên đây là một phe, lại là anh Bảo một mình. Ai sẽ bảo toàn số điểm đây ta? Và với từ gần nghĩa của từ cho thì ban cố vấn ngôn ngữ của chương trình đưa ra 4 từ mà gần nghĩa nhất, đó là biếu, tặng, thưởng và trao. Và rất tiếc là cả 4 người chơi của chúng ta đều bị trừ 1 điểm. Từ đưa của chúng ta là không hợp lệ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe chuyên gia cố vấn ngôn ngữ giải thích các bạn nhé. Thứ nhất là cái từ đưa đó là trao trực tiếp. Tại đưa trực tiếp tức là mình gửi trực tiếp cho một cái người đó một cái vật, điều gì đó. Nhưng cái từ đưa này nó có nhiều nét nghĩa. Ở đây mình chỉ bàn với cái việc là gửi trực tiếp. Thế thì cái người mà thụ hưởng cái kết quả hành động đưa đó thì họ cũng có cái vật đó, nhưng chưa chắc quyền sở hữu là họ có. Thứ hai là mình từ gửi. Gửi cũng là như vậy. Gửi thì nó lại có một cái nét nữa khác, là mình sẽ nhờ một khâu trung gian để chuyển tới ai đó một điều gì. Nhưng bản thân từ gửi nó cũng không có nét nghĩa là cái người thụ hưởng kết quả của hành động sẽ có được cái vật đó, sẽ có được cái quyền hạn đó, thì nó chưa có cái điều này. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta không nên dùng cái từ đưa và cái từ gửi ở chỗ. Theo ý mình á, là bàn đến cái kết quả của hành động về phía cái người
mà đón nhận cái hành động cho đấy, cái họng đưa hành động gửi đấy. Bởi vì cái kết quả của cái từ cho á, nó rõ ràng hơn. Và cái người mà thụ hưởng cái hành động cho đó thì họ có được một cái điều nào đó từ người khác một cách rõ ràng, và họ hoàn toàn có cái sở hữu về nó. Còn riêng một cái từ từ trao, bản thân theo mình nghĩ á, là cái từ trao nó cũng là một cái từ chúng ta phải suy nghĩ thêm. Bởi vì từ trao này nó cũng giống giống với lại cái từ gửi. Nhưng mà chắc có lẽ là cái từ trao này thì cái nét nghĩ dùng của thời xưa của chúng ta đó, tức là theo ý mình là từ gửi thì cho chúng ta dùng trong văn hóa ngày hôm nay nó nhiều, còn từ trao thì là dùng trong cái văn hóa truyền thống nó nhiều hơn. Thì bản thân cái từ trao đó theo mình nghĩ là với ngày hôm nay thì mình cần nghĩ lại. Còn với một cái văn hóa của như vậy thì có lẽ trao nó cũng có một cái sự tương đồng với cái từ cho. Cho nên từ trao thì cũng vẫn có thể sử dụng được. Cho nên từ đưa là nó chưa chắc là nó hợp lý, nó không đúng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Xin mời các bạn hãy cùng xem đoạn nhạc của chương trình. Mọi người đã nghe kỹ đoạn nhạc chưa ạ? Nghe rồi. Và câu hỏi của chúng ta như sau: xác định từ loại của từ xôn xao trong bài hát Tâm sự với người lạ của nhạc sĩ Tiên Cookie và cho ví dụ minh họa bằng một câu lục bát. Và Vi sẽ đưa ra cho các bạn một câu ví dụ lục bát với từ xôn xao này, thì các bạn phải tạo thành một câu lục bát nhé. Câu lục bát của chương trình đưa ra như sau: một ngày không kháp mặt chàng, ra vào ngơ ngẩn dạ vàng xôn xao. 20 giây bắt đầu. Có ai nghĩ ra một câu lục bát nào mới lạ hơn không ạ? Và 5 giây cuối cùng. Và xin mời Ngọc Ánh. Theo anh thấy thì cái từ xôn xao này vừa có thể là động từ, vừa có thể là tính từ. Nhưng mà không biết là chương trình cho là một đáp án hay là hai đáp án, cho nên là anh cứ chọn là động từ trước thôi. Và câu thơ để mà thể hiện cái sự xôn xao đó là: gió đưa cành trúc xôn xao, em ngồi ngắm trúc xôn xao trong lòng. Mạnh Hùng. Em thiên về tính từ nhiều hơn, tại vì không biết là có được ghi hai đáp án hay không. Rồi còn cái câu của em là: em đang quét lá ngoài vườn, anh nghe như tiếng lòng mình xôn xao. Trời ơi, rất là lãng mạn. Và xin mời Ngọc Dung. Cái này mình đang phân vân không biết là động từ hay tính từ. Câu thơ là: gió đưa cành trúc la đà, đông qua xuân đến thật là xôn xao. Hay quá. Quá hay luôn. Tụi giáo làm thơ hay quá. Và xin mời anh Gia Bảo. Tại vì mình cũng nghĩ nó là tính từ và động từ. Bởi vì xôn xao nó có hai nghĩa. Một là ví dụ như cây lá ngoài vườn xôn xao đó, thì nó là động từ. Còn ví dụ như nghe mùa xuân đến thấy lòng mình nó xôn xao quá thì nó lại là tính từ đó. Cho nên là mình chọn cả hai luôn. Cái câu thơ của mình là mình tự chế. Cái câu thơ là: hôm nay nắng ấm xôn xao, muốn yêu lần nữa sợ lao đao nhiều. Và trong câu hỏi số 3 này thì từ xôn xao vốn dĩ vừa là động từ vừa là tính từ. Tuy nhiên trong tình huống của bài hát thì xôn xao thuộc loại là động từ vì âm thanh phát ra từ việc kể chuyện. Như vậy thì cả anh Gia Bảo và Mạnh Hùng đều bị trừ một điểm. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 các bạn nhé. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau: trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả việc sửa sang hình thức bên ngoài? A. Chao chuốt. B. Châu trúc. C. Trao chuốt. D. Trâu chuốt. 20 giây bắt đầu. Suy nghĩ thật kỹ nha. 5 giây cuối cùng. Mời đáp án. Wow, bây giờ thì thấy là có sự đồng nhất với nhau, tất cả đều chọn đáp án D.
Tại sao ạ? Em thấy cái từ trau chuốt nó thuận miệng hơn rất là nhiều. Như vậy là cái từ trau chuốt này có vẻ là nhìn vô một cái rồi là thấy rồi, không cần gì mà phải giải thích hay suy nghĩ nhiều đúng không nào? Như vậy thì bốn người chơi của chúng ta đều sẽ bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Từ trau chuốt này đó là nói về sự sửa sang, tô điểm cẩn thận từng chi tiết cho hình thức đẹp hơn. Ví dụ như là ăn mặc trau chuốt nè, hoặc là trau chuốt từng câu văn, từng chữ nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi sẽ dưới dạng hình ảnh. Xin mời mọi người xem hình ảnh của chương trình. Và câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Viết lại khẩu hiệu trên thành một câu đúng ngữ pháp. 20 giây bắt đầu. Và xin mời các bạn cùng đọc đáp án của mình. Xin mời Gia Bảo. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Ngọc Dung. Đáp án của mình y chang anh Bảo luôn. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Như trên. Như trên. Đồng đáp án. Như vậy thì cả bốn người chơi của chúng ta đều đồng loạt quyết định là thay thế gạch nối bằng từ là để biến câu trên trở thành một câu có nghĩa, đó là trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Và xin chúc mừng, các bạn sẽ được bảo toàn số điểm cho câu hỏi này. Và trải qua vòng thi số 2 thì số điểm của mỗi thành viên như sau. Số điểm của diễn viên Gia Bảo đó chính là 8 điểm. Của cô giáo Ngọc Dung đó chính là 8 điểm. Chàng sinh viên đẹp trai Mạnh Hùng 7 điểm. Và diễn viên Vũ Ngọc Ánh 8 điểm. Và chúng ta đã trải qua vòng 2 một cách rất là nhẹ nhàng thoải mái rồi đúng không nào? Nhưng mà ngay bây giờ thì hãy chuẩn bị chạy nước rút với vòng 3 của chương trình. Nào, chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của chương trình thử thách bất ngờ. Tuy nhiên sẽ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đã trở lại với vòng 3 của chương trình thử thách bất ngờ. Và vòng 3 của chúng ta có tên là câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Luật của chương trình là người nào có số điểm cao nhất sẽ là người được quyết định thứ tự thi của mỗi thành viên còn lại. Nhưng mà tại vì hôm nay thì 3 thành viên của chúng ta đều có số điểm cao nhất, cho nên là cái người mà có số điểm thấp nhất thì sẽ là người quyết định. Hey. Mạnh Hùng, bây giờ bạn quy định ai sẽ là người thi đầu tiên theo những thứ tự bạn đưa ra. Đương nhiên em sẽ chọn em thi đầu tiên. Em thi đầu tiên, Mạnh Hùng đầu tiên. Sau đó tới anh Bảo đi. Rồi. Rồi chị Ánh, cô giáo cuối cùng. Rồi, như vậy thì xin mời các bạn cùng bốc thăm. Và bây giờ trên tay của mỗi thành viên đều là một phong bì rồi đúng không nào? Và đến lượt chơi của người nào thì người đó mới được quyền mở phong bì. Và ngay bây giờ sẽ là lượt chơi đầu tiên, lượt chơi của Mạnh Hùng. Xin mời bạn mở phong bì. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Điền dấu hoặc là thanh ngang hoặc là như thế nào đó ra bảng. Em bóc chúng từ Hương Hoa. Em chọn em sẽ để dấu thanh ngang thôi, Hương Hoa. Câu mở đầu của Vi đưa ra sẽ là: Linh vừa được ba mua tặng một chiếc xe máy. Và Linh nôn nóng qua vườn nhà bạn để cảm nhận những hương hoa. Và xin mời Gia Bảo. Ồ. 20 giây bắt đầu.
Và mời anh đọc đáp án của mình. Cái chữ của mình là Thanh Long. Và xin mời anh đặt tiếp theo câu chuyện của Mạnh Hùng. Và thưởng thức những trái thanh long chín mọng. Và xin mời Ngọc Ánh. Ta 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 ta. Và 20 giây bắt đầu. Cái từ đó cũng hơi khó ha. Hơi lạ. Cái từ này mình lơ mơ cũng viết sai chính tả nha. Cót két. Cót két. Và xin mời câu chuyện tiếp theo. Bỗng nhiên Linh nghe thấy tiếng mở cửa cót két từ sau nhà. À, hơi ghê rợn rồi nha. Hợp lý. Và cuối cùng Ngọc Dung, 20 giây bắt đầu. Mời bạn đọc. Đáp án của mình là Hải Đảo. Hải Đảo. Và câu chuyện của bạn là Linh nghe thấy tiếng mở cửa có két phía sau nhà. À thì ra đó là một anh bộ đội từ Hải Đảo mới về. Và trong lượt chơi đầu tiên, cách đặt dấu câu của chúng ta thì rất hợp lý, cho nên là mỗi thành viên đều bảo toàn được số điểm của mình. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai của chương trình. Xin mời các bạn cùng bốc thăm. Và vẫn là người đầu tiên, đó chính là Mạnh. Gây gốc. Và rất tiếc, từ này là từ không có trong từ điển và cũng là từ không có nghĩa, cho nên là bạn bị trừ 1 điểm. Và trong lượt chơi vừa rồi thì với từ của anh Gia Bảo là chính xác. Và có một cái sự tranh cãi ở đây, đó là với từ lụp sụp của Ngọc Ánh. Và với trường hợp của từ này thì chúng ta sẽ nghe chuyên gia cố vấn ngôn ngữ giải thích thêm các bạn nhé. Cái từ lụp sụp này á, thì cái nét nghĩa của nó là rất nát, tồi tàn và thấp. Thì nó hợp với việc miêu tả một cái ngôi nhà. Tại vì nếu mà dùng với cái việc mà đội nón ở sân bay á, thì mình nghĩ là dùng cái từ là sùm sụp nó phù hợp hơn. Và chúng ta thấy là ngoài cái nét nghĩa mà cho miêu tả về cái căn nhà, cái ngôi nhà thì không còn cái nét nghĩa nào khác để miêu tả trên cái sự bậc nào khác đâu. Và với câu hỏi này thì Vũ Ngọc Ánh cũng đã bị trừ 1 điểm. Mạnh Hùng báo tay số điểm cho câu hỏi này. Và ngay bây giờ sẽ là lượt thứ 3 của chúng ta. Xin mời các bạn cùng bốc thăm.
Và lượt thứ ba, người tiên phong vẫn là Mạnh Hùng. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và câu mở đầu của Vi như sau: Thu và Tuấn là đôi bạn cùng tiếng. Và cả hai đang bước vào cuộc thi tìm hiểu về vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Wow. Và tiếp theo xin mời anh Gia Bảo. Và 20 giây dành cho anh bắt đầu. Xin mời anh đọc đáp án của mình. Dâu Tây. Dâu Tây. Và nối câu chuyện của vùng duyên hải. Sau khi tranh cãi căng thẳng về duyên hải, Thu đã giận Tuấn và Tuấn phải bù cho Thu những trái dâu tây ngon ngọt. Dễ thương. Dễ thương. Và xin mời Ngọc Ánh. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và xin mời bạn đọc đáp án. Cổ hủ. Cổ hủ. Và nối tiếp chuyện đền bù bằng những trái dâu tây. Mặc dù Thu đã ăn những trái dâu tây ngon ngọt, nhưng mà Thu vẫn giận Tuấn và trách là Tuấn cổ hủ. À. Mời cô giáo. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Đây này nghe vui nè. Và đáp án của bạn là? Đáp án của mình là đại náo. Và sau khi giận Tuấn vì Tuấn quá cổ hủ, sau khi mà Thu giận Tuấn vì Tuấn quá cổ hủ thì hai người đã có những cái tranh cãi dẫn đến một cuộc đại náo. Và trong lượt chơi vừa rồi, với từ dâu tây của anh Gia Bảo, từ duyên hải của Mạnh Hùng là hai từ mà chúng ta sử dụng rất đúng với ngữ cảnh, cho nên là các bạn đang bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Và với từ cổ hủ của Vũ Ngọc Ánh thì tại vì hồi nãy chúng ta đã đưa ra đề bài đó là đôi bạn cùng tiếng, cho nên từ cổ hủ không sử dụng đúng trong ngữ cảnh này. Và từ đại náo của Ngọc Dung đưa ra với nghĩa chưa trọn vẹn, cho nên là bạn cũng bị trừ một điểm. Và với trường hợp của từ này thì chúng ta sẽ nghe chuyên gia cố vấn ngôn ngữ giải thích thêm các bạn nhé. Thứ nhất là cái từ cổ hủ thì chắc chắn cổ hủ nó không có hợp ở trường hợp này. Bởi vì cổ hủ nó miêu tả một cái cách sống mà chủ yếu là cái nếp suy nghĩ quá cũ kỹ và nó lạc hậu. Còn cái từ đại náo thì theo mình nghĩ hai người mà gây ra cuộc đại náo thì hai người này phải thuộc cái dạng rất là ghê gớm mà dữ dội. Thì mình nghĩ là hai người mà gây đại náo thì không có được. Nên cái từ đại náo này và từ cổ hủ nó không có hợp với ngữ cảnh này. Và với lượt chơi này thì diễn viên Gia Bảo đang còn số điểm đó là 8 điểm. Và bạn Ngọc Dung đang có số điểm là 6 điểm. Và bạn Mạnh Hùng đang có số điểm là 7 điểm. Và diễn viên Vũ Ngọc Ánh số điểm là 6 điểm. Và chúng ta đã hoàn thành xong vòng 3 và người được số điểm cao nhất đó chính là diễn viên Gia Bảo. Và phần thưởng dành cho anh đó chính là 5 triệu đồng và kỷ niệm chương Người Hùng Ngôn Ngữ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4 của chương trình. Nhưng mà chúng ta sẽ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Trở lại vòng 4 của chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Và vòng 4 của chúng ta là một vòng rất đặc biệt và cũng đã lấy tên của chương trình luôn, mang tên là Thử Thách Bất Ngờ.
Vòng 4 có tên thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng phân chia vị trí của mình trong lượt thi đầu tiên. Anh đứng số 4 đi nha. Dạ rồi, em chốt, chốt chương trình nha. Dạ. Anh đứng số đầu tiên đó. Anh vậy là anh người đầu với cuối. Vậy anh thách khe cho chị đi, chị run quá nè. Rồi, thần tượng anh, chị đứng kế thần tượng đi nè. Rồi em sẽ số 3 nha. Mạnh Hùng là số 3. Okay. Anh là vị trí số 4 cho nên là anh sẽ được tặng món quà này đây. Ừ, được nghe nhạc, được nghe nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với từ đầu tiên. Từ đầu tiên của chúng ta như sau. 20 giây bắt đầu. Có hai chữ nha. Ở trên trời rơi xuống lạnh dữ lắm. Có màu. Rồi, Ngọc Dung. Ở sao ba, ở sao ba. Rồi, Bảo. Ở bên mấy cái xứ lạnh là có. Ở trên rơi xuống không phải mưa mà nó có màu. Năm hai chữ thôi. À, khi mà rơi xuống là nó tạo ra khung cảnh rất đẹp. Mùa, đo- mùa đông mới có. Và ngay bây giờ anh sẽ bắt đầu trổ tài. Và 20 giây dành cho Mạnh Hùng. Bắt đầu. Mùa đông rơi xuống lạnh có màu. Tuyết rơi hả? Tuyết trắng. Không phải. Đẹp lắm. Xứ lạnh. 5 giây cuối xứ cùng lạnh. Hay ngắm. Anh nói gì? Mùa đông có màu xứ lạnh. Hết giờ. Hay ngắm hả? Ngọc Ánh có 20 giây để đưa ra từ. Mình ghi nhanh thì nếu mà từ không đúng thì còn bôi được nha. Mười giây cuối cùng. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Bây giờ sẽ đến với từ số 2. Các bạn có muốn đổi vị trí với nhau không? Không, tôi bà này đổi rồi. Tôi bà này. Hai bạn quyết định đổi vị trí. Ba lần nữa mà đổi lần này đi. Đi lần sau gỡ lại. Rồi. Và sau khi quyết định là các bạn đã đổi vị trí với nhau. Và đây là quà tặng dành cho Mạnh Hùng. Yeah, được nghe nhạc. Và từ ngữ tiếp theo của chúng ta được đưa ra đó chính là còn nỗi có... đau nhân gì? Nỗi đau nhân gì? Rồi vô. Đoán thử ơi. À, nỗi đau nhân đôi. Hồi chắc Bảo. Nó có rất nhiều thứ để mình chọn thì cái đó gọi là cái gì? Lựa. Gần như vậy. Dung. Lựa hả? Hai chữ. 5 giây cuối cùng. À, một ca khúc phải. Bolero chọn. Là bolero là nhạc đỏ, nhạc vàng, nó là các gì? Tôi không nhớ, tôi không nghe. Rồi xin mời Mạnh Hùng quay lại. Và 20 giây dành cho các bạn bắt đầu. Hai từ. Hai từ, chỉ được hai từ thôi nha. Hồi nãy nghe cái gì thì mình nói lại cái đó. Tình ca. Bolero. 10 giây cuối cùng. Trữ tình hả? Lựa chọn. Không phải. Lựa. Nhạc vàng hả? Nhạc sến. Nhạc ca. 20 giây Mạnh Hùng. Năm giây cuối cùng. Hết giờ. Và chúng ta sẽ còn một từ cuối cùng. Các bạn có muốn đổi vị trí nữa không? Đổi, tôi mà đổi tiếp. Mà anh đứng đây nè, anh đứng dưới đây không nghe được cái gì hết. Ừ, đi qua đây nè. Nó vang 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 rồi nó không có nghe được. Cảm giác em không? Nó... Đi qua đây đi. Đổi đi. Đi qua đây đi. Nó cột. Quay lại vị trí đầu tiên. Thôi, dậy đi. Đó. Và đây là từ của lượt thứ ba. 20 giây bắt đầu. Có hai chữ nha. Mình muốn học là mình phải có cái gì, đưa ra cái gì trước là mình dựa theo đó mình học. Rồi Ngọc Dung. Đầu năm là giáo viên đã đưa ra cái cuốn đó rồi. Gia Bảo. Chữ đầu tiên của chữ thi, kế nối tiếp chữ thi. Gia Bảo. Cái chữ sau là cái chữ kêu bằng là dẫn lên là mình tức quá, mình làm gì. Hết giờ.
và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Hai từ. Thi. Trước thi. Cô giáo. Tài liệu. Phát. Tài liệu. Gần. Học sinh thôi. Nói đi. Bài tập. Tờ giấy. Bài tập. Đề. Thi. Đề bài. Đề. 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 Đá quý. Đá. Đá quý. Đá quý hả? 20 giây bắt đầu. Hồi nãy thấy là gần đúng á. Mà đề đi thi. Vòng vòng cũng không ra cái từ đó. Mà thì cái từ đó cũng khó thiệt. Đề thi. Cái từ đó khó. Đề cương hả? Đề cương hả? Đúng không? Ơn rồi. Hết giờ. Từ đầu tiên của chúng ta đó chính là tuyết trắng. Tuyết lạnh. Sai. Đúng chữ mình tính nửa điểm đi. Không được. Từ tiếp theo đó chính là thể loại nhạc nhẹ. À đúng rồi, có thể loại nhạc nhẹ nhưng không có chữ thể loại nha đồ. Cho nên sai. Và từ cuối cùng của chúng ta căng thẳng và gây cứng đó chính là đề cương. Yeah. Mừng quá. Quá mừng, trời ơi, hồi hộp kinh khủng luôn á. Và sau khi trải qua vòng cuối cùng của chương trình thì không biết là cảm xúc của người chơi của chúng ta như thế nào ha. Hồi nãy là thấy là vòng cuối là như là vỡ òa luôn đó. Dạ. Là muốn chơi lại, tại bây giờ đồng đội mới hiểu nhau nè. Bây giờ đồng nhau. Đội không có hiểu nhau. À vậy thôi, đăng ký đợt sau nha. Hồi nãy anh Gia Bảo em thấy là kiểu tức cái gì vậy? Anh tức là tại vì á, mình đã nói rất là rõ ràng rồi, mùa đông mới có cái đó trên trời rơi xuống mà không phải mưa mà có màu, thì có rõ ràng là chữ tuyết và chữ trắng. Thì hồi nãy anh đoán được chữ tuyết trắng. Ông này ông là không phải. Từ đó bỏ luôn cái chữ đó mà ông nghĩ tới luôn. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà để diễn tả, có thời gian thông thả rồi để diễn tả lại cái từ đó thì anh sẽ nói. Sau đó anh nhớ ra, nếu anh nói là một ca khúc của nữ ca sĩ Thủy Tiên, giấc mơ gì đó là biết liền. Giấc mơ gì đó hay là biết liền. Thật sự là tại vì lúc đó hai người nói bị chồng lên nhau mà áp lực nữa, cho nên là cái hồi là không ấy luôn. Lúc đó anh nghe, khi mà anh nghe chữ mùa đông lạnh trên trời rơi xuống là em suy nghĩ nghe tuyết liền thôi, mà tuyết có màu là màu trắng là mà cái tự nhiên đâu chồng chồng vô thôi, không có tuyết, tuyết trắng cái bạn này không. Ừ, tại vì cái lạnh có màu là suy nghĩ tuyết liền thiệt sự, xong mà cái đâu nghe nói không phải tuyết, cái ủa không phải tuyết chứ gì, không lấy sương mù cái kỳ lắm. Trời ơi trời, mà sương mù là gì có màu không. Mà nãy giờ là thấy anh Gia Bảo anh diễn đẹp đúng quá rồi, nên là thiệt là tự nhiên là không biết diễn tả gì luôn, tại ảnh diễn đẹp nó rất là rõ rồi. Và trải qua những vòng thi của chương trình Thử Thách Bất Ngờ thì diễn viên Gia Bảo đã xuất sắc giành được danh hiệu là Người Hùng Ngôn Ngữ. Và phần quà dành cho anh đó chính là 5 triệu đồng và chiếc vali cao cấp của nhãn hiệu Sacos. Và hy vọng là sau này khi mà đi du lịch, đi chơi á, thì đây sẽ là người bạn đồng hành thật là tuyệt vời của anh nha. Đúng, anh sẽ cầm này về nơi tuyết trắng nha. Và hoàn thành các vòng thi của chúng ta thì cả biệt đội ngôn ngữ đã có được phần thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Thực sự là với cái danh hiệu là người hùng ngôn ngữ như vậy thì anh cảm thấy như thế nào? Phải nói là anh rất là vui thật sự luôn á. Là bởi vì hồi đó giờ mình rất là thích về chính tả. Nhất là cái nghề của mình á, nếu như mà lỡ mà diễn sai một chữ hay là một cái gì thì cái ý nghĩa nó sẽ khác đi. Và mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa về ngôn ngữ để cho nó bổ sung nhiều cho cái nghề nghiệp của mình. Và các bạn ơi, và thời lượng dành cho chương trình Thử Thách Bất Ngờ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Thử Thách Bất Ngờ được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.